Hello, xin chào quý vị chị và các bạn nhé. Hiện nay thì Hoàng đang ở đầu đường Võ Văn Ngân ở đây ạ. Đây là đường Võ Văn Ngân và hôm nay Hoàng sẽ mời quý vị anh chị đi theo xem cái đoạn đường Võ Văn Ngân này nhé. Đoạn đường kỷ niệm của rất nhiều người, nhất là những anh chị nào mà đã trải qua quãng đời sinh viên. Chúng ta cùng đi nào. Rồi bây giờ đi đường vào đường Võ Văn Ngân rồi, buổi chiều rất là đông quý vị anh chị. Chiều rất là đông người. Sở dĩ là nói là con đường này là chứa nhiều kỷ niệm của các thế hệ sinh viên á. Tại vì trên con đường này rất có rất nhiều là cái trường học. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật này, trường Cao đẳng Xây dựng này, trường Cao đẳng Công nghệ này, rồi các cái trường học khác nữa. Ngoài ra thì trước đây ở trên con đường này á, có rất nhiều cái dịch vụ phục vụ cho các thế hệ sinh viên, như là các anh chị học bên ngành kỹ thuật này, rồi vẽ vời gì đấy, rồi các cái chương trình, các cái tiệm ô tô, rồi đóng sách vở, báo cáo luận án nhiều kia. Ở đây là cái dốc này, đây là có cái nhà thờ này mọi người, nhà thờ Thủ Đức này, cũng không biết là nhà thờ gì, mà nghĩ là nhà thờ Thủ Đức. Đây là trường Cao đẳng Công nghệ, là cũng rất là chứa rất nhiều sinh viên. Trường có niên đại cũng lâu rồi. Đây là cái ngã ba mà ngã ba Thủ Đức với đường Đặng Văn Bi. Ngay chỗ đầu đường Đặng Văn Bi này thì cũng có một trường Đại học Công an, trung cấp Công an chứ. Trung cấp Công an cho nên là sinh viên cũng nhiều. Rồi quý vị anh chị đi xem là con đường này nó khác gì so với hồi xưa. Nếu như quý vị anh chị nào mà đã từng học sinh viên ở các cái trường Hoàng vừa nhắc ấy, thì sẽ nhìn thấy cái quang cảnh bây giờ nó có thể khác hồi xưa rất là nhiều. Ngoài ra thì con đường này á còn có những cái dịch vụ mà ở các cái trường đại học khác, ví dụ như Đại học Giao thông Vận tải này, hay là Cao đẳng Kiểm sát, hay là Cao đẳng Tài chính Kế toán ở quận 9 đó, rồi các trường Đại học Nông lâm, Đại học Thể dục Thể thao nữa, thì cũng ra đây để sử dụng các cái dịch vụ đấy. Từ buổi chiều đông quá, thấy người là người không à? Trước xưa chưa có những cái quán quần áo như thế này đâu, nhưng bây giờ thì chủ yếu là bán quần áo, thời trang là nhiều, giày dép. Hồi xưa thì buổi tối thì hai bên vỉa hè này có những quán hột vịt lậu rất là ngon, giá thì cũng rất là sinh viên, tại vì bán khu này là bán cho sinh viên mà, nên là sẽ có những cái sinh viên. Ngoài ra thì do một phần chứa nhiều kỷ niệm là do là cái tuyến đường này là hồi trước xe buýt chạy qua rất là nhiều, các tuyến xe buýt hầu như chạy qua con đường này rất là nhiều, nên là sinh viên mà xe buýt thì chở sinh viên cũng rất nhiều, sinh viên thì chủ yếu đi xe buýt. Nhưng mà hồi xưa con đường này nó không phải đẹp như thế này đâu mọi người. Hồi xưa là hoặc nhớ thì hồi xưa là con đường này mỗi lần mưa rồi kinh khủng luôn. Mưa là nước mưa nó chảy dưới này này, nó không thoát được hai bên cống đâu, nó chảy dưới này kinh khủng luôn. Đấy, hồi trước nguyên cả cái khu này này, nguyên cả cái khu này là cái khu mà photo rồi bán phần mềm này nó kia đấy, rất là nhiều, nhưng bây giờ thì dẹp hết rồi. Bây giờ dành đất cho, đây là trường Cao đẳng Xây dựng này, trường Cao đẳng Xây dựng nha quý anh chị. Bây giờ chỉ thấy là các cái tiệm thời trang, mắt kính, có là Vincom, Vincom Plaza, đây là Vincom Thủ Đức. Đi lên một chút xíu đây thì đường Hoàng Diệu. Đường Võ Văn Ngân này thì chỉ
khoảng hơn 1 cây số, 2 cây số thôi, 2 km thôi. Ở trước khu vực này là rất nhiều cái quán bán về dịch vụ phần mềm, vẫn có cái máy, vẫn còn cái quán là máy tính baby. Xíu nữa em phải vào em kiếm cái đĩa phần mềm, phần mềm làm cài cái Premiere Pro để biên tập phim. Đường nhỏ quý vị thì ha, đường nhỏ quá. Cái này mà mai mốt mật độ dân số phát triển lên nữa thì rất là chật chội. Thực ra là bây giờ là cũng chật chội lắm rồi đấy. Giờ tan tầm, quý vị chị thấy không? Người ken san sát với nhau. Phía trong này thì Nguyễn Hữu Huân, trường Nguyễn Hữu Huân này, trường phổ thông trung học Nguyễn Hữu Huân, trường nổi tiếng ở Đức. Đây thì có cái siêu thị của Nguyễn Kim. Hồi trước thì không có cái lan can như thế này, không có cái lan can như thế này. Tháng rồi, bây giờ là đến khu vực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Đường này thì đào tạo ra rất nhiều thế hệ sinh viên, rất nhiều người tài năng, rất nhiều người là đóng góp công sức tài năng cho Việt Nam. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật bây giờ cũng đã được xây mới cách đây khoảng mấy năm rồi, rất là đẹp, cao tầng, khu giảng đường cao tầng. Hồi xưa không như hồi xưa thì khu thấp tầng thôi. Đây là hình ảnh mới của Đại học Sư phạm Kỹ thuật ngày nay nha quý vị anh chị. Nó khác hơn cách đây mười mấy hai chục năm rất là nhiều. Hồi đó thầy Hoàng cũng có học trong đây một thời gian, chỉ là đi học ôn thi thôi. Đây là cái quang cảnh buổi chiều, sinh viên đang đón xe bus ở đây. Đó, hiển nhiên là sẽ có một số anh chị trước đây mà đã học ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật này rồi thì sẽ rất là nhớ cái khu vực này. Anh chị nào mà xem được nội dung video này thì xin cho Hoàng một like nhé, subscribe kênh để ủng hộ tác giả. Xin cảm ơn mọi người. Đó, khu phía trước này trước đây là cái khu mà photo rất là nhiều ấy mọi người. Bây giờ thì thay thế cho các cái quán xá, quán ăn rồi quán thời trang này nó kia rồi. Nhưng bây giờ cao tầng, đấy, sinh viên rất là nhiều. Các bạn sinh viên rất là nhiều. Đó, cái công trình trước mặt là điểm cuối của đường Quán Ngân rồi. Đây, sẽ rẽ vào đây. Đây quý vị anh chị nhé, đây là điểm cuối của đường Võ Văn Ngân rồi. Điểm cuối tức là cái điểm đầu mà ở xa lộ Hồ Nội vào ấy. Thì hiện nay chỗ này đang cấm lưu thông, cấm xe ô tô lưu thông các thứ qua cái chỗ này để làm cái công trình đường sắt Bến Thành Suối Tiên này, đường sắt, tuyến đường sắt số 1 đây ạ. Đó, và hình như thì cỡ khoảng tháng 7 thì sẽ mở trở lại để hoàn thành chỗ này. Cảnh tượng công trình rất là tấp nập. Xin cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm theo dõi nội dung video clip cũng như là ủng hộ kênh Đăng Hoàng Vlog trong suốt thời gian qua. Xin hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.